chia của đạo đức. Hôm trước, lớp mình đã làm bài thi thử toán để các em hình dung về cách thức ra đề thi chính thức vào tuần tới. Từ đó, có kế hoạch ôn luyện bài cho cẩn thận. Trong kỳ thi thử lần này, không nhiều bạn đạt điểm cao. Tuy thế, có một bạn đạt điểm tuyệt đối. Cô rất khen ngợi bạn Hoa đã được 10 điểm. Cả lớp dành cho Hoa một tràng pháo tay chúc mừng nhé! Hoa tính toán các phép tính rất nhanh nhạy và chuẩn xác. Các em cũng nên học tập bạn để cũng đạt được điểm cao trong kỳ thi chính thức vào tuần sau nha! Chúc mừng Hoa nhé! Hoa ơi, cậu học siêu quá! Bữa nào cậu chỉ giúp mình cách tính toán cho nhanh nhé! Nhất là phép chia ấy, khó chết đi được! Ừ, được thôi! Vậy tối nay cậu sang nhà tớ đi, tớ chỉ cho cậu. Nhà tớ có nhiều bánh kẹo, hoa quả ngon lắm. À, tiện có các bạn ở đây. Tối ngày kia là sinh nhật của tớ, mời các cậu tới dự tiệc sinh nhật của tớ nha. Này tớ có mang thiệp mời đi rồi nè. Của Thảo này, của Hiền này, của Hoàng này, nhớ đến dự sinh nhật tớ nhé. Còn của tớ đâu? Ơ, của cậu à? Thiệp của Thành đây. Các cậu hôm đó nhớ ăn mặc thật đẹp để sang mừng sinh nhật tớ nhé. Bố tớ có mấy ảnh, hôm đó tớ sẽ nhờ bố chụp cho chúng mình những bức ảnh thật đẹp. Đồng ý, chúng tớ biết rồi. Các cậu nhìn thấy hành động của Hoa lúc nãy rồi chứ? Hoa không hề muốn Mai đến dự bữa tiệc sinh nhật của Hoa đâu. Quá rõ ràng rồi còn gì. Nhà Mai nghèo thế, tiền đâu mà mua được quà sinh nhật đắt tiền tặng Hoa cơ chứ? Mai lúc nào cũng ăn mặc thật lôi thôi và cũ kỹ. Tớ để ý, thấy bạn ý có mỗi mấy bộ quần áo còn chẳng vừa vặn với người, mà cứ mặc đi mặc lại hoài. Kể ra thì cũng tội nghiệp Mai. Nhưng thôi, cho bạn ấy đi để mà xấu mặt cả bữa tiệc à. Bạn ấy cơ bản đã không cùng đẳng cấp với chúng ta rồi. Tớ nghĩ mãi từ qua đến giờ mà mới tìm được một món quà thực sự ưng ý để tặng cho Mai. Ôi, sao cậu kỳ thế? Cậu ra cửa hàng lưu niệm ngay cổng trường mình, lựa cho bạn ý một món quà dễ thương là được mà. Ui, nếu vậy thì Thảo lại không rõ về nhà Hoa rồi. Hoa có khác gì một công chúa đâu cơ chứ. Nhà bạn ấy có lẽ phải to gấp 3 lần nhà chúng mình đó. Biệt thự có đủ giường rộng, bể bơi đẹp lắm. Vậy cơ á Hoàng? Tớ không nói xạo đâu. Vậy nên Hiền đau đầu vụ quà tặng sinh nhật Hoa cũng phải thôi. Nhà bạn ấy giàu thế, đâu có thiếu gì đồ chơi quần áo đẹp. Nên để tặng một món quà độc đáo thì phải bỏ công ra suy nghĩ các cậu ạ. Đúng đó các cậu. Hôm kia tớ sang nhà Hoa nhờ bạn ý chỉ dạy toán cho đó. Ôi trời, gấu bông rồi đồ chơi, sách truyện của bạn ý, cả một chiếc tủ cao đến trần nhà luôn. Ôi, các cậu đến rồi à. Vào đi, vào đi. Quà của tớ này. Quà của tớ nữa đây. Của tớ đây, cả tớ nữa nha. Thích quá, các cậu vào đi. Mẹ tớ đang đi chợ mua thêm đồ, nhiều thứ ngon lắm. Đảm bảo hôm nay chúng mình ăn uống vui chơi tẹt ca luôn. Ôi, thích quá. Tớ mong mãi hôm nay. Vào đi, chúng mình ăn thổi nến xong bóc quà nhé. Được rồi, vào nhanh lên. Kìa Mai, sao cháu lại đứng ở đây? Cháu vào nhà với các bạn đi chứ, tiệc sắp bắt đầu rồi. Dạ, thôi cô ạ, à, cháu không vào đâu ạ. À. Cháu không có thiệp mời, cháu chỉ đi ngang qua đây thôi ạ. À. Ôi trời, không sao đâu cháu. Cháu cứ vào nhà với các bạn cho vui. Nào, đi với cô dẫn cháu vào. Mai, tạ
tại sao cậu cũng ở đây? Tớ đâu có mời cậu đến bữa tiệc của tớ. Mẹ, mẹ dẫn bạn ấy vào đó hả? Con không hề muốn sự xuất hiện của bạn ý một chút nào. Bạn ý quần áo cũ kỹ, lôi thôi thế kia, sẽ phá vỡ buổi tiệc sinh nhật long trọng của con đó mẹ. Nào Hoa, con không nên nói như thế. Bạn nào cũng là bạn, các bạn đến với con là vui lắm rồi, con phải biết ơn vì điều đấy chứ. Cháu ngồi xuống liên hoan cùng các bạn nhé. Cô vào bếp chuẩn bị ít đồ. Các cậu ăn nhiều đồ ăn vào nha. Lát nữa tớ sẽ chia thêm cho các bạn cầm về nữa. Mai, tớ đã không muốn chia kẹo cho cậu rồi. Sao cậu vẫn cố tình lấy thế? Mẹ tớ mời cậu vào chứ không phải tớ đâu nha. Nay là sinh nhật của tớ nên cậu hãy biết điều đi. Tớ xin lỗi Hoa. Xin lỗi Hoa, tại các bạn khác đều được chia bánh kẹo ngon để ăn. Tớ thèm quá nên xin cậu một chiếc kẹo mút. Không được, đồ lạc loài. Trả lại kẹo cho tớ đây. Cậu thích thì về bảo mẹ cậu mua cho nhé. Nhà tớ có thừa kẹo, tớ cũng không muốn cho cậu đâu. Cậu thật quá đáng. Bữa tiệc của tớ không hoan nghênh cậu đâu Mai ạ. Cậu nên về được rồi đó. Cuối cùng thì cũng biết điều về rồi. Đúng là không mời mà đến. Mẹ ơi, con có một tin vui thông báo với mẹ. Bài kiểm tra toán cuối kỳ con được điểm 10 đó mẹ. Các phép tính khó thế cơ mà, các bạn không ai giải được cả, có mỗi con thôi. Chúc mừng con gái nha. Nhưng mẹ thấy con đã học giỏi phép cộng trừ nhân rồi, nhưng chưa làm tốt phép chia Hoa ạ. Mẹ nói gì, con không hiểu ạ. Chẳng phải con đã đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đó sao? Cô giáo cũng khen con làm phép chia rất thuần thục, mặc dù phép chia là phép tính khó nhất mẹ ạ. Con nói đúng Hoa ạ. Trong các phép tính cộng trừ nhân chia, phép chia là phép tính khó nhất. Nhưng phép chia mẹ muốn nói ở đây không chỉ là một phép toán, mà đó là sự chia sẻ con gái ạ. Bởi trong bữa tiệc sinh nhật ngày hôm qua của con đã không biết chia sẻ với bạn có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Mẹ đang muốn nhắc đến bạn Mai. Thấy hành động của con đối xử với bạn Mai, mẹ chưa hài lòng. Con xin lỗi mẹ. Nhớ lại thì đúng là con có lỗi. Cảm ơn mẹ đã giúp con nhận ra lỗi của mình. Con hứa với mẹ, từ nay con sẽ thay đổi, biết yêu thương và chia sẻ với tất cả mọi người mà không phân biệt sang hèn. Con của mẹ hiểu chuyện lắm. Mẹ à, nhà mình vẫn còn nhiều bánh kẹo đúng không ạ? Mẹ cho con một ít nhé. Con cầm sang cho Mai và nói lời xin lỗi bạn ấy. Hy vọng bạn ấy sẽ không để bụng và chấp nhận lời xin lỗi của con. Từ nay con cũng muốn con và Mai sẽ trở thành người bạn tốt của nhau ạ. Giọt nước mắt cảm ơn. Đã 5 giờ 15 rồi sao? Đã quá giờ giao xe rồi. Tạm thời không đón khách. Bác Tài ơi, cháu muốn ngồi xe của bác. Bác có thể cho cháu được ngồi không ạ? Xin lỗi cháu bé, bác chỉ dừng xe ở đây một chút thôi. Cháu chỉ đi tạm một trạm thôi mà. Cháu cảm ơn bác Tài. Thôi được rồi, bác cho cháu xuống đây được rồi. Vì cháu chỉ có đúng 3 đô thôi à. Cứ để bác đưa cháu nốt trạm nha. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm bác Tài. Tạm biệt cháu. Ừ,
kia chẳng phải cô bé mọi khi đó sao? Chào cô bé, sao bao nhiêu chiếc xe giống nhau, cháu biết là bác. Đó là bí mật nhỏ của cháu. Hôm nay bác cho cháu đi một trạm tiếp nha bác. Ừ, được rồi, lên xe đi cháu. Cứ như vậy, hằng ngày, bác Tom Danielson đều đến đón cô bé trước cổng trường. Chuyến xe 3 đô đi một trạm trở thành thói quen không thể thiếu của hai bác cháu. 2 năm sau. Bác Tài ơi, cảm ơn bác thời gian qua đã cho cháu đi nhờ nha. Cháu đã thi đậu vào trường cấp 3 Mesa của bang. Thời gian tới cháu sẽ ít về nhà hơn đó. Chà, vậy thì hôm nay ta sẽ đưa con về tận nhà luôn. Nhưng mà cháu không có đủ tiền. Lần này thì miễn phí. Đến ngã ba phía trước, bác có thể cho cháu xuống được rồi bác ơi. Được rồi cô bé. Dạ, con cảm ơn bác Tài. Khoan đã cô bé. Bác có một món quà nhỏ tặng con. Cháu sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận ạ. Ôi, trời ơi, mình quên không hỏi tên của con bé mất rồi. 10 năm sau. Xin chào thính giả đang nghe chương trình Nhắn Gửi Yêu Thương. Có một lời nhắn gửi của một cô gái gửi tới bác tài xế 10 năm trước lái xe của công ty Victory Luca. Số xe là BX2409. Nếu bác nghe được lời nhắn, bác hãy liên hệ cho cháu theo số điện thoại 064-354-789. Hả? Ồ trời ơi, ai vậy? Alo, là bác đúng không hả bác Tài? Cô là... Bác quên cháu rồi hả? Cô bé vẫn luôn nói câu cảm ơn bác Tài đó. Là cháu sao cô bé? Dạ vâng, cháu muốn hẹn gặp bác ở quán cà phê Loza được không bác? Được, ta sẽ ra đó ngay. Bác Tom à, là cháu đây. Bác Tài, trong lòng cháu luôn biết ơn bác. Cháu dạo này thế nào rồi? Dạ, hiện tại cháu đã có một công việc ổn định. Trông bác cũng già đi nhiều rồi, bây giờ bác vẫn chạy xe taxi chứ bác? Ừ, ta vẫn chạy taxi. Ta muốn hỏi cháu, năm đó, sao bao nhiêu chiếc xe đậu gần đó mà cháu vẫn nhận ra chiếc xe ta lái mà chờ? Dạ, thực ra, chiếc xe đó ba cháu cũng đã từng lái nó đó bác. Ba? Bà cháu cũng lái xe taxi cùng hãng của ta sao? Hôm nay sao ba đón con đúng giờ thế hả? Giờ thì ba con ta về nhà thôi. Lần đó là lần cả nhà cháu cùng nhau về thăm ông bà ở bang khác. Vì để mang được nhiều đồ, ba của cháu mượn xe bánh mì của người bạn. Liệu chúng ta có về được đến nhà ông bà không ba? Bà hứa sẽ đưa con đến nhà trước lúc ông bà làm món bánh cookie thơm lừng. Cháu may mắn thoát qua khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng lại bị thương nặng ở chân. Sao dạo này bọn tớ không thấy ba của cậu đến đón cậu nữa vậy? À, mà xe ba tớ đến kia rồi, tạm biệt nha. Chiếc xe taxi mà bác đang lái cứ in mãi trong óc của cháu. Tấm huy chương bác tặng cho cháu, cháu luôn mang theo bên mình. Chúc cuộc sống của con cũng như tấm huy chương này. Tấm huy chương ấy là của con gái bác được thưởng trong kỳ thi Olympic. Con chào ba, ba chờ con có lâu không ạ? Con có món quà tặng cho ba nè. Thật sao? Đây chẳng phải là huy chương vàng Olympic ư? Con tặng cho ba. Cảm ơn con gái. Bác sĩ, con gái tôi... Cô bé đã ung thư não giai đoạn cuối. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Cầu xin Chúa, hãy cứu lấy con gái con. Ngày đó, bác luôn đưa con bé đến trường và chờ nó tan học chỉ để nghe những tiếng thân thương. Cảm ơn ba, tạm biệt ba.
Tạm biệt bác Tài, ơn này của bác cháu sẽ ghi nhớ suốt đời. Ừ, con hãy cho ta biết tên của con. Dạ, cháu tên là Linda Sandel. Linda Sandel, phó tổng giám đốc trẻ nhất của công ty đa quốc gia, niềm kiêu hãnh của thành phố San Houston. Hả? Ừ, trời ơi, đúng là con bé năm xưa, bây giờ cũng đã là doanh nhân trẻ thành đạt rồi. Ôi trời ơi, đây... Bác Tài, đây là lợi tức của yêu thương. Số tiền này là lòng biết ơn của cháu dành cho bác suốt hơn 10 năm qua. Cái vốn vô giá của ân tình này thì vĩnh viễn ở trong lòng cháu. Cảm ơn bác rất nhiều, bác Tài. Jack và những chú bồ câu. Ăn từ từ thôi con, kẻo nghẹn bây giờ. Con ăn xong rồi, con xin phép mẹ cho con ra ngoài chơi một lát ạ. Đi đâu thế con? Vừa mới ăn xong mà. Con phải ra thăm lũ bồ câu mẹ ạ. Đến giờ ăn của chúng rồi, con đi nha mẹ. Kìa Jack, đi từ từ thôi con. Cái thằng bé này suốt ngày tíu tít với lũ bồ câu, đến quên cả ăn hả? Ăn đi các bạn, ăn cho có sức bay lượn nha. Vẽ tĩnh vật hôm nay đến đây là kết thúc. Các em về hoàn thành nốt việc tô màu cho bức tranh của mình nha. Dạ vâng thưa thầy. Tốt lắm. Ngày kia chúng ta có một tiết mỹ thuật nữa. Chủ đề của hôm đó sẽ là vẽ chim bồ câu. Lớp ta có nhà bạn nào nuôi chim bồ câu không? Nếu có thể mang đến một con để làm mẫu cho cả lớp. Nhà mình có nuôi chim nhưng không phải là chim bồ câu. Nhà mình chỉ nuôi mèo thôi. Kìa Jack, cậu hãy mang một con chim bồ câu đến cho cả lớp làm mẫu đi. Nhưng nhà tớ có nuôi chim bồ câu đâu. Nhà cậu không nuôi. Dân tớ biết cậu thường hay ra quảng trường Sydney cho lũ bồ câu ăn. Lũ bồ câu ấy rất thân thiện với cậu. Cậu muốn bắt một con mang đến đây thì quá dễ dàng rồi. Bắt một con mang đến á, nhưng mà... Thôi thầy, bạn Jack có thể mang một con bồ câu đến ạ. Cậu làm gì vậy? Tớ có nói là sẽ mang đến đâu. Cậu còn suy nghĩ gì nữa, chỉ là mượn tạm để làm mẫu vẽ thôi mà. Xong việc chúng ta sẽ thả nó về bầy đàn, có làm hại nó đâu. Nhưng mà... Nếu như Jack có thể mang đến thì tuyệt quá rồi. Em đồng ý cho cả lớp mượn chú chim bồ câu đó một ngày chứ. Chắc chắn là sẽ cho nó ăn uống đầy đủ. Nếu thầy đã nói thế thì ngày kia em sẽ mang nó đến ạ. Cảm ơn em và chú chim bồ câu nha. Tiết học vẽ hôm nay diễn ra rất thành công. Dạ không có gì ạ. Em xin phép thầy ra về. Chú bồ câu này cần trở về với bầy của mình rồi. Ừ, tạm biệt em. Chào các bạn, mình trả Jenny về cho các bạn nè. Kìa, sao các bạn lại bay đi hết vậy? Các bạn không nhận ra mình sao? Mình là Jack, vẫn thường đến chơi với các bạn đi mà. Kìa, sao các bạn lại xa lánh mình vậy? Thôi nào con trai, đừng khóc nữa mà. Mẹ ơi,
Con thật sự không hiểu tại sao từ ngày lũ chim thân thiết với con là thế mà tự nhiên chúng lại thay đổi rồi. Cứ nhìn thấy con là tránh xa, như thể con là kẻ thù của chúng vậy. Con nghe mẹ nói này, con muốn biết vì sao lũ bồ câu lại thay đổi thái độ như thế hay không? Vì sao thế ạ? Con có biết rằng bất kể là trong tình thân hay tình yêu đều không thể nào chấp nhận được sự lừa dối, dẫu chỉ là một phút thôi hay không? Con không hiểu ạ. Con đã lừa dối gì? Việc con bắt một chú bồ câu mang đi đã khiến cho cả đàn bồ câu bị tổn thương. Chúng nghĩ rằng con đến với chúng là để lợi dụng, rồi dần dần sẽ bắt hết cả đàn. Đó là sự phản bội, mà một lần phản bội sẽ tạo thành ngăn cách không gì bù đắp nổi đâu. Chính vì vậy mà lũ chim mới sợ hãi và tránh xa khi nhìn thấy con đó. Con trai à, con đã mắc sai lầm khi đưa một chú chim bồ câu ra khỏi bầy đàn của nó. Lũ chim đã mất niềm tin nơi con rồi. Thì ra là vậy. Tại sao con lại mang nó đi cơ chứ? Con đã làm lũ chim hoảng sợ rồi. Con sai rồi. Con hiểu ra là được rồi. Sự tín nhiệm, tin tưởng lẫn nhau là vô giá. Một khi đã mất đi thì dùng bất kể thứ gì cũng không thể đánh đổi lại được. Con hãy nhớ lấy bài học ngày hôm nay nha. Con nhớ rồi mẹ ạ. À. Thôi, con ra rửa mặt đi, rồi còn vào ăn cơm. Dạ. Phát minh đồng xu hoàn hảo của Newton. Đây là một bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về nhà khoa học lừng danh thế giới Newton với phát minh đồng xu hoàn hảo ở nước Anh vào thế kỷ thứ 17. Winthropper, Anh, thế kỷ 17. Quái lạ, tan giờ học rồi mà không biết thằng bé lại lang thang chỗ nào mà giờ này còn chưa về nữa. Ôi, các cậu làm gì vậy? Nếu cậu mà mách cô thì cậu sẽ không yên thân với tụi này đâu. Mẹ nó bỏ nó đi lấy chồng mới đó. Nó ở với bà ngoại, giờ chẳng ai thèm đối hoài gì đến. Sao các cậu lại nói tới như vậy chứ? Đồ yếu ớt như con gái, giỏi thì đuổi đi nè. Bằng tất cả nỗ lực, tớ sẽ chứng minh cho các cậu thấy rằng ở đây tớ là người giỏi nhất, không ai có thể vượt qua được tớ. Trời ơi, nhìn cháu kìa, quần áo lấm lem hết cả người rồi. Bà ơi, các bạn trên lớp đều bắt nạt cháu. Các bạn nói những lời rất khó nghe với cháu. Là do các bạn không hiểu chuyện thôi mà. À, do mặt trời luôn thay đổi vị trí nên cái bóng cũng thay đổi. Nếu lợi dụng điều này, ta có thể nghĩ ra một chiếc đồng hồ mặt trời bà ạ. Những điều cháu vừa nói phức tạp quá Newton à. Nó chẳng giống với việc vắt sữa bò hàng ngày hay là chăm lũ gà đẻ trứng cả. Cháu đừng có mấy suy nghĩ kỳ lạ và viển vông này nữa. Thật chẳng ra làm sao hết à. Bà ơi, sau này cháu sẽ trở thành một nhà phát minh. Trời ơi, từ khi sinh ra cháu, cháu đã là đứa trẻ yếu ớt. Bà chỉ mong cháu có thể tự nuôi thân là tốt lắm rồi. Rất lâu sau đó, thành tích học tập của Newton mấy tháng nay liên tục đứng đầu trường đó. Để cậu ấy thật, không hổ danh bác học. Newton, thành tích của cậu khiến cho cả tôi cũng phải nể phục. Cậu nghĩ sao nếu tôi bày tỏ ý muốn giữ cậu lại để làm giảng viên cho trường? Cảm ơn thầy hiệu trưởng, em rất vui nhận được vinh dự này. Nhanh lên, chúng mà phát hiện ra là tơi cả lũ bây giờ. Phi vụ này mà trót lọt, ta sẽ thưởng lớn. Nhìn những đồng xu sáng loáng đẹp mắt thế này, làm sao mà mọi người có thể phân biệt được đâu là tiền giả và đâu là tiền thật chứ? Bọn buôn tiền giả ngày càng táo tợn và lộng hành. Hãy bao vây tất cả các hướng, không để chúng thoát. Chắc chắn là một cuộc đụng độ với bọn buôn tiền giả rồi. Khẩn trương lên, anh ta đã chết rồi, còn đây là bạc nấu chảy cùng với những đồng xu rơi vãi chúng để lại. Hãy bao vây đường biên giới, liên lạc với quân đội Pháp để truy bắt tận gốc.
kiểm tra từng người vượt biên. Bạc này là giả hay là thật vậy? Ồ hay, quý ông nói gì lạ vậy? Đây là tiền thật chứ giả làm sao được? Nè, ý ông ám chỉ là tôi lừa gạt ông hả? Dừng lại, tất cả các người đều bị bắt giữ để điều tra về tiền giả. Hả? Có chuyện đó thật sao? Đã tìm ra kẻ chủ mưu chưa? Thưa nhà vua, toàn bộ những người trong nhà máy đúc tiền đã bị bắt giữ để điều tra. Những bọn buôn tiền giả tràn lan, lẫn trốn ở biên giới chưa bắt được hết. Có điều là hệ thống tài chính của nước ta đang lâm vào sự khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng thấy. Trên thị trường bây giờ không thể phân biệt được đâu là tiền thật và đâu là tiền giả. Hàng hóa trở nên bất ổn về giá trị, không thể quy đổi bằng tiền. Đúng vậy, lượng bạc được bớt xén trong khi đúc tiền sẽ được chảy máu sang Pháp qua đường biên giới để được giá cao hơn. Đường tiêu thụ thì yên tâm, tôi có liên lạc với một nhóm chuyên buôn bạc giả, có một đường dây xuyên biên giới. Giờ thu lại hết các đồng xu trong nước và cho đúc lại một mẫu khác từ đầu, liệu có kịp không? Dạ thưa nhà vua, điều đó là khó có khả năng, vì những đồng xu lại tiếp tục được làm giả với kỹ thuật tinh vi hơn và chúng ta không thể nhận biết sớm được. Giờ hệ thống tiền tệ sẽ phải xử lý thế nào đây? Nếu duy trì thế này, nền kinh tế của chúng ta sẽ bị đánh sập bất cứ lúc nào. Thưa nhà vua, trong hội đồng khoa học Anh có một nhà phát minh rất thông minh là Newton. Nhanh cho gọi ông ấy đến đây. Thưa nhà vua, thần đã có phương án giải quyết, nhưng thần có một yêu cầu. Người cứ nói, bất cứ yêu cầu nào của ngươi, ta cũng có thể đáp ứng. Chỉ cần ngươi tìm ra phương án có thể lưu hành tiền tệ và đảm bảo chúng không thể làm giả được. Thần xin nhà vua thu hồi lại toàn bộ các đồng xu trên cả nước. Trong vòng một năm, nước Anh thị trường thay vì lưu thông bằng tiền thì mọi người sẽ lưu thông bằng hàng hóa. Ôi trời ơi, trong vòng một năm thị trường lưu thông bằng hàng hóa ư? Như vậy sẽ rất bất tiện. Và giá trị quy đổi sẽ tính thế nào đây? Liệu có khi nào sẽ làm tất cả náo loạn không? Hàng hóa sẽ được quy đổi cho các nhà quản lý quy định. Chỉ trong một năm thôi, tôi sẽ tìm ra cách đúc tiền mà không thể có một kẻ nào làm giả có thể làm được. Tôi tán thành cách xử lý của ông ấy. Chỉ có như vậy mới dứt điểm được nạn làm tiền giả thôi. Nhưng mà không ai dám đảm bảo cách của ông ấy sẽ không tiếp tục bị làm giả lần thứ hai. Người đảm bảo chắc chắn trong thời hạn một năm chứ? Thần xin lấy tính mệnh của mình ra bảo đảm. Được rồi, vậy ta quyết định trong vòng một năm tới, nước Anh sẽ thu hồi tất cả đồng xu ở tất cả các mệnh giá, thay vào đó là lưu thông hàng hóa. Newton, hãy bắt đầu công việc nghiên cứu của mình đi. Tôi phải lên tận cửa hàng lớn mới có thể đổi được hàng. Thu hồi tiền bạc thế này bất tiện quá đi. Vâng, chịu khó một thời gian, chắc chắn chính phủ sẽ tìm ra cách ông ạ. Sao lại có mùi khét ở đây? Ông ơi, cháy rồi, cháy ông ơi. Bên ống tay áo bên phải. Ông không thấy đau sao? Tay ông bị bỏng hết rồi đây nè. Mãi làm việc quá ta không để ý. Đã mấy tháng trôi qua rồi, ta vẫn chưa nghiên cứu ra cách đúc một đồng xu hoàn hảo mà không ai có thể làm giả được. Những thí nghiệm liên tục bị thất bại, nên ta cần phải chăm chỉ hơn nữa. Nhưng mà ông cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Con người làm việc đến 18 giờ một ngày, không ăn không uống thì sao chịu nổi? Ta không sao đâu, thời gian gấp lắm rồi. Một năm sau. Newton, đã hết thời hạn một năm, câu trả lời của ngươi là gì? Không biết sự tin tưởng của nhà vua dành cho ông ta có trở nên vô ích không? Thưa nhà vua, thần đã tìm ra những đồng xu hoàn hảo này, không một ai có thể sao chép được hết. Hoàn hảo ư? Ông lấy căn cứ đâu để khẳng định đây? Thần sẽ áp dụng định luật làm lạnh để làm chậm sự làm lạnh của đồng xu và giảm biến thể, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều bạc. Thêm vào đó,
đồng xu hoàn hảo trên tay các vị với các đường khía theo một công thức bí mật. Chỉ có những cổ máy do thần chế tạo ra mới có thể tạo ra các đường khía đó. Công thức bí mật này chỉ được tiết lộ cho những ai có nhiệm vụ quản lý tiền tệ thôi. Giỏi lắm Newton, ngươi đã không khiến ta thất vọng. Sau này, các đồng xu hoàn hảo của Newton đã được lưu hành rộng rãi khắp trên thị trường và quả thật không ai làm giả được. Từ đó, nạn buôn tiền giả cũng chấm dứt. Sự ra đời của động cơ hơi nước cho tàu chiến. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về nhà khoa học Benjamin Bradley tại Mỹ năm 1859. Maryland, Hoa Kỳ năm 1859. Đây là số sách hôm qua tớ kể cho cậu nghe đó, hay cực luôn. Chồng sách cậu mới cứng cơ, cảm ơn cậu chủ. Giá mà tớ có thể dẫn cậu tới thư viện nhà tớ. Ở đó có mấy cái giá sách lớn khổng lồ, đến nỗi cần phải bắt thang để lấy sách. Đảm bảo cậu sẽ thích mê luôn. Vậy thì thật tuyệt. Cậu chủ đúng là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu dạy tôi đọc chữ, lại còn cho tôi mượn sách nữa. Kevin Hammon, còn dạy thằng bé nô lệ này học chữ sao? Con lại còn dám đem sách của ta cho nó học nữa chứ. Con quả là liều lĩnh quá rồi. Mau bắt cậu chủ về nhà đi. Còn thằng nhóc này, phạt nó một trận rồi và đẩy nó ra làm việc ở xưởng in đi. Từ nay cấm mày bén mảng lại gần Kevin nhà ta, biết chưa? Không, đừng phạt Bradley mà. Chúng con không làm gì sai hết. Bradley à, tớ xin lỗi. Ta đã dặn con rồi mà, đừng quá thân thiết với cậu chủ Kevin, lại còn học chữ nữa. Ông chủ chỉ phạt con như vậy là nhẹ tay quá rồi đó. Con phải biết thân phận của mình là nô lệ chứ. Nhưng chúng ta cũng là người mà mẹ. Dù có là người thì chúng ta cũng chỉ là một món hàng của ông chủ mua về, nên số phận của chúng ta ông chủ toàn quyền quyết định. Con nên nhớ rõ điều đó và làm việc chăm chỉ ở xưởng in đi. Đừng có gây thêm họa cho nhà ta nữa. Bradley, lát nữa hãy vào nhà kho dọn lại cho sạch sẽ đi. Chà, thú vị quá. Bradley, cậu lại biến đâu mất rồi? Mau sang đây giúp tôi đi. Dạ vâng, cháu đi ra ngay đây ạ. Mai mình sẽ tiếp tục nghiên cứu. Một thời gian sau. Ôi thật tuyệt vời, cậu tự chế tạo được cả động cơ hơi nước cơ hả? Có thật là cậu chế tạo thứ này từ đống rác thải và chi tiết máy mà chúng ta vẫn bỏ đi hàng ngày không đấy? Vâng, cháu chỉ sửa lại một chút rồi lắp ghép lại theo những gì cháu hiểu thôi ạ. Có chuyện gì mà cả lũ không làm việc lại túm tụm hết ở đây vậy hả? Dạ thưa ông, chúng tôi chỉ tranh thủ nghỉ giải lao một chút thôi ạ. Cái máy gì ở đây thế này? Đây là động cơ hơi nước do Bradley tự chế tạo ra được đấy ạ. Cổ máy này là chính mày tự làm ra sao Bradley? Dạ, con chỉ vô tình nhặt được quyển sách và tò mò làm theo vào những lúc rảnh rỗi thôi ạ. Con không lơ là việc ở xưởng in đâu. Cũng được đó, không phải thằng bé 16 tuổi nào cũng làm ra được những thứ này đâu. Có lẽ tao nên xin cho mày chuyển sang làm việc ở Học viện Hải quân. Ở đó chắc chắn sẽ có nhiều thứ thế này cho mày làm. Ở đó con được chế tạo những cổ máy thế này ạ. Đúng thế, mày có thể làm tất cả mọi thứ mày muốn. Càng chế tạo ra nhiều thứ càng tốt. Không những thế, mày còn được nhận trợ cấp nữa đấy. Chẳng chỗ nào có cơ sở nghiên cứu tốt bằng ở đây đâu. Vậy thì tuyệt quá thưa ông chủ. Một thời gian sau. Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Nghĩ thôi Bradley, cậu chăm chỉ hết phần của tất cả mọi người rồi đấy. Tôi nghĩ tôi chưa thể rời khỏi đám này được,
nếu chưa thể làm xong. Cậu có vẻ rất thích chế tạo ha. Những người nô lệ như tôi không được học hành, thậm chí còn bị cấm đọc sách. May mà ông chủ cuối cùng vẫn không trách phạt, mà còn tạo điều kiện cho tôi đến đây để làm việc. Tôi thật sự rất biết ơn ông ấy. Chúng tôi, những người bạn cùng học việc với cậu, và cả giáo sư nữa, luôn đề cao trí thông minh và sự chăm chỉ của cậu rất lây à. Cậu vào đây phần lớn là do năng lực, học viện nào cũng có sự chắc lọc và chỉ tiêu cần thiết. Dưới thân phận nô lệ, cậu có nghĩ rằng cậu đang bị ông chủ của mình bán rẻ không? Bán rẻ là sao? Chẳng phải mỗi tháng cậu chỉ nhận được 5 đô la thôi sao? Đúng vậy. Theo tôi được biết thì mức lương thực tế mà cậu nhận được không khác gì chúng tôi. Đấy là mức lương toàn phần cho những nhà nghiên cứu, thậm chí còn cao hơn vì những đóng góp xuất sắc của cậu. Nhưng cậu chỉ nhận về 5 đô la cho bản thân. Vậy thì tất cả số tiền còn lại... chúng đều vào túi của ông chủ Diamond sao? Với tư cách một người bạn, tôi chân thành khuyên cậu hãy tìm cách để chuộc lại bản thân từ lão chủ tham lam đó đi. Cậu có được bộ óc thiên tài và cậu xứng đáng hơn rất nhiều so với những gì cậu đang nhận được. Từ nay cấm mày mén mảng lại gần Kevin nhà ta, biết chưa? Dù có là người thì chúng ta cũng chỉ là một món hàng của ông chủ mua về, nên số phận của chúng ta ông chủ toàn quyền quyết định. Nhưng cậu chỉ nhận về 5 đô la cho bản thân. Vậy thì tất cả số tiền còn lại... Hóa ra trước nay sự biết ơn, kính trọng của mình dành cho ông chủ John chẳng có nghĩa lý gì hết. Mình mãi mãi chỉ là một nô lệ, một món hàng giá hời trong tay ông ta sao? Quan Ly, tớ có việc cần nhờ cậu giúp đỡ. Ôi không, Shetley, đây là động cơ mà cậu tự chế tạo sao? Tớ nghĩ rằng nếu thử nghiệm, nó có thể đủ mạnh để vận hành một con tàu chiến chạy ít nhất 10 hải lý. Wow, thật tuyệt vời, Shetley à. Cậu cần tớ giúp việc gì? Tớ là một nô lệ, như cậu biết rồi đấy. Và tớ không thể đăng ký xin cấp bằng sáng chế được. Tớ muốn bán lại nó cho cậu. Đó là công sức làm việc bao ngày đêm của cậu. Làm sao tớ có thể cướp trắng như vậy được? Vậy nên tớ mới nói là tớ muốn bán nó cho cậu. Tớ suy nghĩ kỹ rồi. Tớ cần tiền để tự chuộc lấy tự do của mình. Nếu không, cả đời tớ sẽ bị người ta cướp trắng mất. Vậy tớ sẽ giúp cậu. Ngày 30 tháng 9 năm 1959, John T. Hammond đã ký giấy trao trả lại tự do cho Benjamin Reddy tại quận Annie Andrewdale, Maryland, sau khi Reddy đã nộp đủ số tiền cần thiết. Dù đã quá muộn để lấy lại tên trong bằng sáng chế động cơ hơi nước cho tàu chiến của mình, nhưng Benjamin Reddy đã được sống phần còn lại tự do với tư cách là một giảng viên của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, tiếp tục cống hiến cho nhân loại những công trình nghiên cứu có giá trị. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!